Rooney muốn làm trợ lý Guardiola ở Man City. Cựu tiền đạo Man United Wayne Rooney tin rằng ông sẽ trở thành huấn luyện viên giỏi hơn nếu được làm trợ lý cho Pep Guardiola tại Man City. Nếu được Guardiola đề nghị làm trợ lý, tôi sẽ đến Man City ngay, Rooney nói trên kênh Stick to Football ngày 21 tháng 2. Với những gì Mikko Ateta đang làm được ở Arsenal, tôi tin rằng việc học hỏi từ Guardiola là hữu ích. Ông là huấn luyện viên giỏi nhất hiện tại. Với khả năng thích nghi ấn tượng, Man City hiện không chơi như chính họ 4 năm trước. Guardiola liên tục thay đổi hợp lý, còn những người khác sẽ học theo. Rooney ghi nhiều bàn nhất lịch sử Man United với 253 bàn trong 559 trận thời 2004 đến 2017. Ông từng được Man City liên hệ năm 2010 sau những bất đồng với huấn luyện viên Alex Ferguson. Nhưng sau đó, huấn luyện viên người Scotland thuyết phục Rooney ở lại đội bóng. Sau khi chuyển đến câu lạc bộ hạng nhất Anh Derby County, Rooney làm huấn luyện viên kiêm cầu thủ, không thể giúp Derby trụ hạng. Rooney từ chức năm 2022, sau đó tiếp tục dẫn DC United ở Mỹ và Birmingham tại Anh nhưng đều không thành công. Ông tiếp tục nằm trong những danh thủ dưới trướng Ferguson không đạt thành tích khi chuyển sang nghề huấn luyện viên. Nếu được tọa nguyện, Rooney sẽ không phải cựu cầu thủ Man United đầu tiên làm trợ lý cho Guardiola. Cựu tiền đạo Brian Kidd nằm trong ban huấn luyện Man City 12 mùa giải cho tới khi từ chức năm 2021. Cũng có nhiều trợ lý của Guardiola thành công khi chuyển sang nghề huấn luyện viên. Tito Villanova là trợ lý Barca thời 2008 đến 2012, trước khi dẫn đội một thay Guardiola mùa 2012 đến 2013. Ateta cũng đang giúp Arsenal trở thành ứng viên vô địch hai mùa gần đây, với kinh nghiệm 3 năm làm việc cùng Guardiola tại Man City hay Xavi và Vincent Company cũng học hỏi được nhiều từ huấn luyện viên 53 tuổi. Rooney còn nói rằng ông bực bội mỗi khi xem Man United hiện tại dưới trướng Eric Ten Hag, một huấn luyện viên cũng từng làm việc với Guardiola tại Bayern Munich. Có những trận đấu tôi xem và cảm thấy đội chơi rất hay, nhưng đột nhiên họ xa sút thành ra chơi rất tệ, Rooney nói thêm. Man United cần thay đổi tâm lý thi đấu.